có bạn tới của hộ ơi. Trời con trai luôn rồi. Bạn về của hộ chơi bạn của hộ. Đi vô. Trời ơi bạn dễ thương quá vậy. Trời ơi bạn nhìn giống gấu vậy. Bạn ơi trời ơi. Bạn ăn cỏ nè. Trời buổi chiều vui á. Buổi chiều vui không? Em cắt có tự cắt mà. Chiều mát mẻ ha. Đó. Dẫn con hộ đi ra công viên ăn cỏ nè, gặp bạn nè. Chơi bạn đi. Đó. Chiều chiều đi ăn cỏ gặp bạn nè. Hai tầng BD. Hai tầng BD hết. Rồi cứu hộ rồi. Vậy là cứu hộ mày BD đúng không cứu hộ? Được hết hai con, bơ hai con được hết. Trời ơi cứu hộ. Ê gặp bạn mày sừng tóc lên ghê cứu hộ. Nó tên gì chị? Titan hả? Đái hoài luôn á. Đái muốn hết cái công viên luôn hả? Ôi trời, ghét luôn. Kiểm tra hàng hả? Chơi đi lại chơi bạn đi. Đi đi. Ủa kiếm gì? Nó quay lại cho bà ngoại mày coi nè. Mặt lúa hộ lúc nào cũng căng thẳng. Sắp sửa quạo rồi, sắp sửa quạo rồi. Dễ thương không? Dễ thương không?